là đứng đây. Lần này cho anh cường phong thủy bên trái nhá. Thế nào thôi, cho anh bên phải đây. Thôi em ghi là phong thủy bên trái rồi. Thằng dễ quá nhỉ. Thằng dễ quá. Nhìn này á, sổ băng đi hai hai người đẹp ơi. Lai chưa? Lai rồi. Hello hello, xin chào tất cả mọi người. Đã quay trở lại phần phát trực tiếp của fanpage Galaxy Village Club. Hôm nay là kèo thi đấu đồng đội. Trận thi đấu 2-2 diễn ra giữa 4 cơ thủ của chúng ta. Ở đội thi đấu với anh Cường GD, ngày hôm nay bắt cặp với cơ thủ là anh Đức. Anh Đức thì là quá gạo cội rồi, quá kinh nghiệm trong các đường bia, đường đánh bi cũng như là đường thủ bi, rất kinh nghiệm. Và đội thứ hai, đối thủ của đội Cường GD đó là cặp đôi Giang Nhàn và Hiếu Trọng đến từ Hà Nội. Rồi, vừa rồi là một pha thủ bi 1 đến từ anh Cường GD. Mới bắt đầu trận đấu thôi thì hai bên của chúng ta vẫn chưa có gì là phải đánh quyết liệt cả, vẫn đang thăm dò nhau. Nào, liệu anh Giang Nhàn chúng ta sẽ giải thế đuôi này để bắt đuôi lại được hay không này? Thế chứ nhờ. Rồi, một đi đậu. Đuôi rồi. Rồi, xuất sắc kì. Vâng, tại vì sao lại có cái nickname là Hiếu Trọng thì anh này vừa ngày hôm nay anh ấy quyết định là anh xuống tóc. Và anh Hiếu này thì là anh ấy không muốn để tóc nữa thì chắc là đang vương vấn nhiều thứ. Nên là anh ấy quyết định là cắt phập một phát đứt hết luôn. Hôm nay anh cạo một phát là sạch bay hết cả đầu luôn. Còn tại sao lại có cái nickname là Giang Nhàn? Thì anh này thì anh tên thật là anh tên là Giang nhá, nhưng mà nhiều người hay gọi anh ấy là Nhàn. Thực tế là tại sao có cái nickname Giang Nhàn? Bởi vì anh Giang anh đánh con bi nó rất là mềm mại. Gần như đánh con bi nó chỉ có 1 đến 2 lực thôi.
không mạnh quá, không nhẹ quá, rất là uyển chuyển. Và trông điều những con bi nó rất là nhàn nhã, nhàn hạ. Thế nên là anh em yêu quý gọi anh ấy là Giang Nhàn. Sorry mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là 7 giờ rưỡi tối rồi. Không biết là anh em đã ăn tối chưa nhỉ? Nếu rồi thì mình lại làm một ly. Rồi, cơ hội dọn bàn, còn 6 viên trên bàn thôi. Mình lại về cho cặp đôi gạo vội tại câu lạc bộ Galaxy, anh Cường GD và anh Đức. Kéo con bi cái qua lỗ 10, chuẩn rồi. Con 7 này đẩy bi cái một băng ăn ra, đẩy 8 lỗ góc bên phải. Má đẹp không? Chắc con này là hết rồi. Vào tay anh Cường GD thì con 8 này chấm hết rồi. 8 điều về phát lấp đi 9 luôn. Úi giời ơi, xuất sắc. Ok, 1-0 cho cặp đôi cạo cội. 1-0. Phượng ơi, Phượng đi đâu? Phá luân phiên à? Hello Thịnh Rulo, hello Minh Cute, đẹp trai nhá. Có tưởng đến Giang phá thì Cường xếp mà. Giang. Chỉ huy sẽ khó, dã man nha. Vâng, và sau đây là pha đề 3 của anh Giang Nhàn. Cán bộ trong lòng người hâm mộ. Hay chưa kìa. Rồi, tốt luôn, ăn 3 viên cơ. Kinh nhờ, hôm nay ông phá 9 bi xếp cao mà phá hay thế nữa.
phá phát 3 viên luôn. Hello anh Dũng nhá. Rồi đội này lại một chấm run out rồi. Để có 5 này và vào tay anh Giang Nhàm thì anh điều phát về cho mở má con 6 ăn con 7 luôn. Trời. Lực ở đâu đây? Lực đủ không? Chắc là đủ đấy. Hello Đạt nhá. Ok. Còn 2 viên trên bàn thôi. Cố lên nào đội mình. Tốt. Ôi kìa. Trượt con 8 phí quá. Trượt con 8 phí quá mọi người ơi. Cái chấm đẹp quá. Xin chào Sahana, xin chào Nguyễn Tiến Thành. Hello Hòa Bôn nhá. Hello anh Chí Tâm. Dũng. Ok. Mới chỉ có 2 giây thôi. May quá chưa đứng hình mới 5 giây. Điều về nào và điều về phát. Cái với cả 9 thằng tắp lỗ này luôn. Rồi 2-0. Hai không dành cho đội gạo cội. Lượt phá tiếp theo dành cho anh Đức, một người anh tuy đã có tuổi rồi nhưng mà trông vẫn rất là phong độ ga lăng nữa chứ. Giới thiệu mọi người là người vợ của anh Đức là một trong những diễn viên truyền hình là trai tài gái sắc. Thế nhờ ăn được 2 viên, tuy nhiên là thiếu bếp. Quá đáng tiếc. Mấy chục năm rồi chưa gặp được trường hợp như thế này. Tôi đứng trong mấy phần một. Xin chào Duy Tùng nhá. Đường 2 lỗ góc ở bên bên dưới rồi. Không biết là anh Giang anh sẽ xử lý con 2 này để điều với 3 lỗ nào đây. Bây giờ 3 không biết con đường không ấy. Hết đường thì thôi cứ làm phát quay sổ số ấy. 3 cộng 9 luôn cho nhanh. Nhà đã có việc. Anh trong nguyên đường kìa. Hay thế nhỉ. Cứ tưởng là hết đường thôi mọi người ạ. Hóa ra nguyên đường riêng luôn. Như đường đi vào team em luôn. Dã man.
trưa kìa. Xin chào Lê Hoàng Minh Anh nhé. Hình như là có chút bị gần gợn phải có tay rồi. Đặt tay qua 8 và 9 rồi. Khoảng cách cũng là tương đối xa chứ không phải là gần. Ok. Chị đi đâu đấy? Xong rồi, quá lực rồi. Điều này là hơi sai sách rồi. Anh Giang là anh ấy thuộc thiên hướng tình cảm mọi người. Anh rất nhẹ nhàng với từng con bi, đặc biệt giống như cái cách mà anh nhẹ nhàng với phụ nữ. Nhưng cái quả điều bi vừa rồi là anh hơi gằn lực lên một tí. Nhưng con bi nó chạy nó hơi quá đà. Ui dùi ui, chạy thẳng vào lỗ kìa. Quá đáng tiếc. Một pha chạy đạn có ý đồ của anh Mạnh Hiếu. Pha chạy đạn có ý đồ của anh Hiếu Trọng. Hello anh Hà, Leo, sao? 3-0. Đừng nói với tôi là game thi đấu này là game thi đấu là 11-0 nhé. Các bác thăm dò nhau là hơi lâu rồi đấy. Nổ máy đi. Xin chào Đức Hùng Nguyễn nhé. Xin chào tất cả anh em. Mọi người ai đang theo dõi livestream có thể cho hai cơ thủ của chúng ta, hai cơ thủ một đội, tổng cộng là 4 cơ thủ của cả hai đội, xin một like và một share để cổ vũ cho cả hai đội của chúng ta được không? Lâu lắm rồi gọi là gì mới có một game đồng đội ấy. Hay như này. Rồi, hình như bảo vệ hoàng thượng luôn đấy chứ. Rồi, hình như vẫn nhìn thấy một. 9 bi xếp cao. 9 bi xếp cao. Được quyền đề 3 cũng cảm thấy là đôi khi là còn khó, bởi 9 bi xếp cao phá quá khó luôn. Không đơn giản như 9 bi xếp thấp. Chỉ bị xếp thấp phá cùi cùi phá gà thôi, luôn luôn ăn một viên và đủ bếp. Hello Đinh Lực nhá, lên cổ vũ anh Giang Nhàn này.
cho bình luận viên xin ly trà đá đây. Trà đá. Xuất sắc. Chính xác rồi. Còn mình khó rồi. Chúng ta thử xem pha chạy đạn của anh Giang như nào đây. Chắc chắn là ý đồ con cái sẽ rút vào mặt sau của con 5 rồi. Để con 4 chạy xuống băng dưới. Đúng là hình chạy đạn cơ bản mà hàng ngày anh Giang vẫn chạy đạn chúng tôi. Không trượt đi đâu được. Xin chào Đặng Tuấn nhé, xin chào Tuấn Ngọc. Rồi, tỷ số được rút ngắn 1-3. 1-3 dành cho đội anh Giang nhà. Con 6 vừa rồi mà đặt thêm tí phê nữa thì nó cũng đẹp hơn. Cấn vào băng kia nữa đẹp hơn. Tuy đủ bếp, tuy đủ điều kiện, tuy nhiên rằng là con hai khó rồi. Không,
chưa có băng. Lỗi rồi. Dã man nhờ. Mày ông đổ con 2 với lỗ 10 luôn kìa. Thêm tí lực nữa thôi là ăn được 2 rồi. Chung là các bi 6, 7, 8 là đều nằm cửa lỗ rồi đấy. Nhưng mà không phải vì thế mà đánh chủ quan. Đánh chủ quan một cái là ra má sai mà vớ vẩn ngay. 6 này thì anh Giang sẽ điều 7 về lỗ 10. Hay anh điều thẳng ra cho anh Mạnh bấm cái lại chỗ 7. Ôi, 7 lỗ 10 rồi. Đây là cơ thủ Mạnh Hiếu. Hiếu trọng. Ê, thẳng không? Ui giời, thẳng tắp rồi. Không có lý do gì mà ông Hiếu này ông không đánh được chết con chín này cả. Rồi, rút ngắn 2-3 cho đội anh Giang Hiếu. Ok anh Minh, em sẽ bảo anh Hiếu chọc giao lưu với anh em. Bây giờ đi tắm rồi, thế là đủ điều kiện rồi đấy. Phá chết 2 bi, 1 bi về bếp mới là được rồi. Cảm ơn Tuấn Ngọc nhá. Chung là hai cặp đôi này ngang ngửa nhau, người nọ gánh người kia. Một người điều hay, một người đánh chính xác. Thì kết hợp lại sẽ có một kết quả sẽ rất là tốt.
Anh Cường GD lại đánh quá liên tay chứ anh. Tiếc quá. Khá chính xác rồi, tuy nhiên là chưa ăn đâu. Rồi, tỷ số được nâng lên 4-2 dành cho cặp đôi Cường GD và Anh Đức. Chín bi xếp cao khó thế đấy. Yeah.
Chạm có tâm luôn này. Thẳng rồi. Thẳng rồi hơi khó. Mình xem anh Hiếu Trọng chúng ta sẽ điều con 6 ra con 7 như nào đây. Ây chà, mềm thế nhở. Tốt. Chém luôn. Ôi lệch rồi. Cái nằm đâu rồi. Ui cái 18. Hình dễ rồi. Tận chất công trình cho anh Đức này luôn. Sao mà anh cười anh đánh quá hay luôn ạ. Tốt. 5-2. 5-2 dành cho cặp đôi Cường GD. Điều về như nãy giờ trời ai chơi nữa. Hello my fan. My fan đi đá bóng về chưa my fan? My fan đá bóng về rồi à? Đóng cửa vào đừng cho my fan đi. Đừng thích gì là? Thích gì? Vào phòng luôn anh. Vào phòng vào. Vào phòng luôn. Kìa, đi đâu? Ôi, khó rồi. Rồi. Cái mày làm gì mà lại lộ tóc chưa? Xuống tóc để trở thành Hiếu Trọng rồi. Bây giờ là Hiếu Trọng rồi. Không phải là còn là mạnh. Mạnh của ngày xưa chết rồi. Vừa là thành trở thành chủ tình lại mà làm vào điệp à? Đừng tin mạnh nữa. Mạnh của ngày xưa chết rồi. Để gọi chân cẳng lên để khóa anh Thành lại nào. Chân cẳng gì thôi, chân anh cẳng đi đâu hết rồi là, nào. Anh đi bóng mà. Là thá là thích của anh làm tối mai anh lên bụp. Ok luôn anh ơi. Tối mai lên bụp. Tối mai nhé. Rồi, đây là một pha sẽ là một pha A băng thủ lại của cơ thủ Giang Nhàn. Xuất sắc. Va chạm rồi.
sát băng. Vẫn hở ra đường ăn một, tuy nhiên là ăn một xong thì sẽ giải quyết con hai như nào thôi. Hai thì khả năng vẫn là hai cộng năm được. Quan trọng là phải ăn con một đấy ạ, bởi vì bi cái nó nằm ở vị trí không tiện lợi cho nó. Hay chưa kìa. Lai. Bi sắt băng đánh cứ như kiểu là bi đặt ở giữa bàn đấy. Chính xác thật. Anh Thành ơi, tỷ số 5-2 đấy, ai bet không? Game chạm 11 mà bây giờ tỷ số là 5-2 rồi, em để cho anh chọn cửa trên đây. Trời ơi. Còn bắt đuôi được những con đường như thế này á. Bị chết luôn. Dã man nhỉ. Mẹ cả một cái cánh đồng. Có từng đấy con trâu thôi. Thế vẫn chọn một con trâu ở xa nhất để giúp vào. Không phải. Giúp đầu nước từ trâu mà chọn một đi con cò. Đuôi quả dã man thật. Game chạm 11 đấy. Vâng. Không được. Đội này đánh không phân thưởng đâu. Em mà đánh em không phân thưởng gì đâu. Ui dồi ôi. Suýt nữa thì thành công. Giờ thì là thế bi thoáng rồi đấy. Mấy hôm nay chưa được hút bia nào mọi người. Tao bia. Đấy, họ lo ra mùa không?
Câu bộ em lại không kinh doanh bia rượu. Bia rượu. Cơ hội được nhường lại cho cặp đôi Giang Hiếu. Tốt rồi. Ok. Ê cái ơi. Ôi, nó khó thế. Trượt làm sao được con 9 này? Rồi, rút ngắn còn 3 năm. Hay thế nhỉ? Vãi bét anh ơi. Còn cửa dưới này đang cửa dưới thả ra rồi thôi, anh chưa ra được. Bảo đây cửa trên đang dẫn được gì nữa, để anh nhận cửa trên quá lợi thế rồi. 18 mẹ mày đéo chơi ông con phu trẻ con cứ gà. Đi tắm luôn nhỉ. Nào chỉ đi xếp cao khó lắm chứ. Tóc này luôn á. Sao anh không đập, không, ra đây. Sao lửa, để lên đây.
điều chi tiết thế nhỉ? Điều sát bảy luôn. Đuôi lại không. Rồi, ở nguyên đường rồi. Ở bên ngoài thì khi đồng đội của mình là anh Hiếu Trọng đánh thì anh Giang cũng có đứng tư vấn cách đánh. Và khi ra hình như này thì anh Giang cũng bảo là không vấn đề gì, không phải lo. Chỉ đi anh đánh độ chính xác khá là cao rồi, gần như là nhìn ra mà chết con nào là đặt gậy là đánh chết con ấy được. Ủa, gừng càng già càng cay. Rồi, 6-3. 6-3 dành cho đội của anh Cường GD. Đây. Cơ
được đúng không nhé? Đề nghị chấn chỉnh lại. Người đến khác thì phải là cái gì?
Ý bà chỉ
con này ở đánh hai con này con này là con bán chết toàn đi ba băng về chết cái con này thế rồi. Yeah.
Ra giỏi là bật lên từ bao nhiêu bây giờ? Ất từ từ ất xong rồi. 21 à? Anh 8 à? Thank you.
Thank you.
gà đúng không? Thank you.
Yeah.
thư xuống chỗ 6 đã để biết là mình sẽ đánh cái vào đâu đã.